Hình như là bắt được cách đây khoảng tầm cách đây khoảng chục cây thì phải. Thôi em Đập. Mẹ cứ đóng nó vào chỗ nào nó vào chứ. thì cứ chịu, bắt sống thì chịu, tay cầm Nhưng bắt dao thì sống thì chịu, đội công an nó bắt được, nó có dùi cây điện nó dí nó ngất được, nó bắt được như mình bắt chéo. Mình có đập nó không gục là tốt đấy. Không thì đập cho nó tóm ngã gọn thì ngửa là không đè gì thôi. đâu, ba thằng mẹ không giữ nó. Ba thằng mình cũng không giữ thôi. Ba thằng mình nó bắt được tội phạm con mà nay nữa nên mẹ mạng quá mà. Mẹ khen thưởng gấp đấy. Khen thưởng gấp. Khen thưởng. Chờ khen thưởng gấp gì? Khen thưởng gấp. Mẹ lên đi coi cả nước. Vợ chồng ông kia còn con nhỏ chém chết đấy nhỉ. Cẳng hết vừa làm nhà xong. Con luôn nó còn nhỏ mà. Nhỏ không chưa, chưa lớn đâu mà. Bà ấy trẻ không? Già bà nó 97. mới cưới 376 thôi hay 778 thôi, cái trẻ mà. Thế là thằng cháu cũng bị chém chết cháu đúng không? Thằng cháu bị cũng cũng chết chết nam đấy phải không? Chết thằng đấy chết. Ông Hoàng chết, ông Hoàng sáu ấy người cứ biết là sáu người trong đấy chết, chứ còn một thằng nữa thì chưa biết là thằng nào. Chém 7 người nhưng mà 6 người chết. Sợ nhờ mẹ, chém mẹ bây giờ nổi tiếng hơn hơn cả thằng ở Hà Nội. Hà Nội mới có 5 người thôi, 5 mạng thôi. Chém 7 mạng thì 6 người, 6 mạng chết.